cái chức năng mà đi tích cả cái gì đấy sẽ tự tìm ra đâu chứ cả cái gì và nó mét cái khung crop của mình vào đấy. Sau khi tức là lúc này người dùng vẫn có thể kiểm tra lại xem cái khung crop đã chính xác chưa. Nếu nó chính xác rồi thì ấn nút continue, còn nếu không có thể xoay lại hoặc dùng original hoặc là auto crop. Original thì tức là nó sẽ quay cái khung crop này ra mét toàn bộ xong chiếc ảnh này cho người đây đây. Còn nếu mà không dùng cái auto crop nó sẽ mét vào đúng chiếc cả cái của mình đấy. Continue thì trước khi bắt đầu quá trình xử lý hình ảnh nó sẽ cho phép mình chọn cái ngôn ngữ trên chiếc cái zip này. Tại đây chiếc thẻ thầy em quét một vé trên mặt là cái mặt tiếng Việt nên sẽ chọn ngôn ngữ ở đây là tiếng Việt và quá trình ấn start để bắt đầu thì quá trình quét và xử lý hình ảnh xử lý bắt đầu diễn ra. Đây. Sau khi ra một hình ảnh này tuy nhiên cái phần tên với yêu cầu trường của thầy là do nó nhận diện cái tiến sĩ trước. Phần tên ở đây nó chưa đúng so với chiếc thông tin trên cả cái zip này thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn lại ở trên này bằng cách là tap vào cái mục tên này và chọn lại thông tin cho đúng lại cái zip cuối cùng. Và dưới này thì do chúng ta chỉ cần chữ tiến sĩ thôi, bỏ qua những chỗ cuối cùng đi thì chúng ta tap vào phần chỉnh sửa và đấy thì xóa đi xóa cái phần cuối cùng này đi và giữ lại phần tiến sĩ thôi. Xong và địa chỉ email các thứ dưới này dưới điện thoại đã kiểm tra thì đủ ok save lại phát nó sẽ có được một cái danh thiếp trong này và danh thiếp trong này chúng ta có thể export sang để sử dụng trực tiếp một số cái chức năng nhanh thao tác nhanh nữa là để gửi tin nhắn hoặc là gọi điện. Thì với chức năng gửi tin nhắn thôi thầy có hai số nên nó sẽ cho mình chọn một số nào là số để gửi tin nhắn đi. Tương tự như vậy cái gọi điện này cũng vậy, từ hai số thì em có thể gọi thử một số thầy gửi ra chọn một cái số hay là số đầu tiên. Đây, nhìn đây, nó không bị bên trên chưa. Đấy, anh đã gọi cái đến cái số này. Đây là số do lo mạng rồi. Đây là số mình gọi rồi. Chứ không cho phần mềm. Và cái này không liên quan đến mềm. Ok rồi, phải rồi. Trường company à? Dạ không ạ, như đầu em đặt ra lấy ra 4 điểm mục là có tên này, chức vụ, cái nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email.